Căn nhà căn gốc hai mặt tiền này đang chào bán với giá là 93 tỷ đồng. Cách đây hơn một năm về trước, chủ nhà chào bán với giá 120 tỷ. Nay chủ nhà cần tiền để lo một số công việc kinh doanh, giảm về giá 93 tỷ cho quý nhà đầu tư quan tâm. Căn nhà tọa lạc tại căn gốc hai mặt tiền trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với lại trục đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích đất công nhận là 203 m², trong đó chiều ngang mặt trước là 12 m và chiều dài là 20 m. Do đây là căn gốc nên vạt gốc. Xây dựng full diện tích đất được công nhận là 203 m². Tài sản chào bán gồm hai tòa nhà. Căn gốc là cà phê Trung Nguyên đang thuê, kết cấu là một tầng trệt, 3 tầng lầu. Căn kế bên là Java đang thuê, làm trụ sở văn phòng, kết cấu là một trệt, 5 tầng lầu cộng sân thượng. Tòa nhà này sở hữu một vị trí vô cùng đắc địa là cửa ngõ để di chuyển vào sân bay Tân Sơn Nhất với view tầm nhìn trực diện ra công viên Hoàng Văn Thụ. Lô gốc hai mặt tiền diện tích lớn được xây dựng cao tầng. Bên cạnh tòa nhà là có rất là nhiều tòa nhà văn phòng hạng A và chung cư căn hộ cao cấp. Căn nhà căn gốc hai mặt tiền chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 1.000 m² và cách quận 1 chỉ 2 cây số. Tòa nhà hiện đang có hợp đồng cho thuê là 250 triệu đồng một tháng. Giá chào bán mới nhất tại thời điểm tháng 6 năm 2023 là 93 tỷ đồng thương lượng. Nếu quý anh chị và các nhà đầu tư quan tâm, vui lòng liên hệ cho Tín theo số điện thoại 0983 383 509. Những phần phim còn lại, Tính sẽ mở nhạc cho quý anh chị nghe nhạc và cảm nhận những cái góc quay xung quanh vị trí căn nhà đang chào bán và những cái góc quay từ trên khung cũng như những cái góc quay ở dưới mặt đất cho các anh chị nhìn rõ và chi tiết hơn về căn nhà mình đang quan tâm. Nếu quý anh chị và các nhà đầu tư thấy video này hay cũng như hữu ích, hãy cho Tín một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video sắp tới sẽ được phát sóng trên kênh Tín Villa. Xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị và các nhà đầu tư ở những tập video tiếp theo.